Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương số đầu tiên năm 2015 của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Yên Minh, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, Du Tiến là xã vùng sâu vùng xa của huyện Yên Minh, giao thông đi lại rất khó khăn, đặc biệt đây còn là địa phương thường xuyên phải gánh chịu sự khắc nghiệt của thiên tai thời tiết. Dù vậy, vượt qua mọi khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc của xã Du Tiến đã đoàn kết thống nhất trong hành động để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Sự thay đổi mạnh mẽ ở Du Tiến hôm nay sẽ là động lực, là tiền đề vững chắc để địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và là niềm vui để nhân dân các dân tộc trong xã đón một mùa xuân mới đang về. Tới thăm xã Du Tiến, một trong những xã vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện Yên Minh, chúng tôi nhận thấy cuộc sống của người dân nơi đây đang ngày một đổi mới với những con đường bê tông hóa tới tận các thôn bản. Những ngôi trường đã được xây dựng khang trang hơn. Xác định, nâng cao nhận thức cho nhân dân mới giúp cho cuộc sống của người dân có sự thay đổi rõ nét. Nên trong những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Du Tiến đã linh hoạt trong lãnh chỉ đạo để giành được nhiều thắng lợi trong phát triển kinh tế, từng bước nâng cao mức sống cho nhân dân. Căn cứ vào tiềm năng lợi thế của từng thôn bản, xã Du Tiến đã phân vùng kinh tế, giúp người dân thay đổi được tư duy sản xuất, từng bước xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho nhân dân. Cấp ủy chính quyền xã đã chỉ đạo bà con chuyển dần từ sản xuất quảng canh sang thâm canh, tăng vụ và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các loại cây mới, xây dựng những mô hình trình diễn sản xuất lúa nước, sản xuất ngô lai, trồng cây ăn quả. Diện tích đất canh tác trên 1.000 ha chủ yếu đã được chuyển sang trồng ngô lúa lai nên đã đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương. Mỗi một thôn bản trong xã đã đều vận dụng linh hoạt trong cách thức triển khai, tuyên truyền nhân dân, phát triển chăn nuôi, trồng trọt để nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình. Trong năm 2014 là cũng ở thôn là cũng các cấp chính quyền xã cũng được phổ biến cho tới nhân dân. Thì nhân dân cũng cái thứ nhất là cũng trồng các cây trồng vật nuôi, hai nữa là cũng mỗi hộ là cũng trồng rau màu, là hiện nay cũng cái thứ hai nữa là cũng thôn cũng tuyên truyền đến là các hộ dân thì dân cũng giận che chắn chuồng trại chăn nuôi gia súc. Thành công lớn nhất của xã Du Tiến được đánh giá là sự đoàn kết thống nhất, phát huy nội lực trong nhân dân để triển khai các chương trình trọng tâm tại địa phương. Điểm nhấn rõ nhất trong bức tranh phát triển kinh tế văn hóa xã hội chính là xã đã phát huy được sức mạnh đoàn kết và nội lực trong nhân dân, huy động hàng nghìn ngày công để chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhiều con đường đã được bê tông hóa, hàng chục công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chí đã được xây dựng. Những mô hình kinh tế hiệu quả đang từng bước nâng cao mức sống cho nhân dân. Đó là kết quả phát huy vai trò của người đứng đầu tại địa phương, tại các thôn bản, sự chịu khó sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của xã trong những năm qua, đó là mỗi thôn bản, mỗi chi bộ đều đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa đến tất cả cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong toàn xã. Nhiều cán bộ đảng viên đã phát huy tính cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp để làm giàu cho gia đình và địa phương. Chú trọng tới phát triển kinh tế, địa phương cũng đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên. Đối với chi bộ khoa vào 1 thì chúng các nhiệm vụ và chỉ tiêu về nghị quyết phát triển kinh tế thì trong chi bộ thì cũng đã triển khai và tổ chức thực hiện đến thời điểm này thì cơ bản là đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu. Về kết nạp đảng thì đối với chi bộ khóa vào 1 thì ngay từ đầu nhiệm kỳ năm 2013 thì đã được đảng bộ xã giao chỉ tiêu kết nạp đảng là 2 chỉ tiêu, nhưng mà đến thời điểm thì chi bộ đã kết nạp được 3 chỉ tiêu, đó là vượt 1 chỉ tiêu so với chỉ tiêu của đảng bộ xã giao. Năm 2014, năm cuối thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của nhiệm kỳ 2010-2015 đã khép lại. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
nhiều chương trình trọng tâm như chương trình hỗ trợ trâu bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, chương trình xây dựng bếp đun cải tiến, chương trình xây dựng nông thôn mới đã được hoàn thành đúng tiến độ. Hiện nay, tổng đàn gia súc gia cầm của toàn xã Du Tiến là gần 15.000 con, diện tích đất canh tác được mở rộng trên 1.000 ha và thu nhập bình quân đầu người đã tăng hơn so với năm trước. Đây sẽ là cơ sở, là tiền đề vững chắc để địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Vừa qua chúng tôi rà soát đánh giá thì đối với các cái chỉ tiêu ấy thì có một số chỉ tiêu là đạt và vượt, và một số chỉ tiêu đến giờ phút này thì phải nói là chúng tôi cũng tổ chức thực hiện đạt theo cái nghị quyết. Còn đối với cái thuận lợi và khó khăn của xã Du Tiến ấy, thì cái thuận lợi thì trước tiên là tập thể ban thường vụ ban chấp hành chúng tôi luôn luôn đoàn kết. Cái thứ hai nữa là cái sự đồng lòng đoàn kết của nhân dân ở trong cái lĩnh vực thực hiện nghị quyết của từng năm trong cả nhiệm kỳ, thì nhân dân thì luôn luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, tập trung đoàn kết tham gia phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới. Còn cái khó khăn ấy thì Du Tiến là một cái xã vùng sâu vùng xa, thiên tai thường xuyên xảy ra hàng năm, năm nào cũng, hầu như là năm nào cũng có, cũng làm thiệt hại rất là lớn đến cái của cải vật chất và nhân dân. Thế thì trong thời gian tới đây thì chúng tôi cũng đã xác định chuẩn bị tổ chức cái đại hội đảng bộ xã. Thì vừa rồi là chúng tôi cũng đã giao, đặc biệt là các cái thôn trung tâm, mỗi thôn một mô hình để chào mừng đại hội. Và đối với các ban ngành đoàn thể của xã là đăng ký mỗi đoàn thể một mô hình. Còn đối với các thôn thì đăng ký mô hình làm đường, mở đường giao thông như đổ đường bê tông nông thôn mới, thì tham gia xây dựng nông thôn mới, nhà sạch vườn đẹp. Chúng tôi cũng đang tập trung gấp rút và chuẩn bị công tác phục vụ cho đại hội khóa tới đây. Tới xã Du Tiến hôm nay, được tận mắt chứng kiến sự đổi thay từng ngày của mảnh đất này, được thấy rõ tư duy, cách nghĩ, cách làm của người dân ở đây đã được đổi mới và sự đoàn kết linh hoạt trong lãnh chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền. Tin tưởng rằng mỗi thôn bản, mỗi người dân trong xã đều tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển toàn diện kinh tế xã hội và cùng hân hoan niềm vui đón một mùa xuân mới đang về. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về địa hình thuận lợi cho việc trồng cỏ, phát triển chăn nuôi, nên những năm trở lại đây, chăn nuôi đại gia súc đã mang lại thu nhập đáng kể cho người dân trên địa bàn. Con trâu, con bò đã trở thành khối tài sản lớn đối với mỗi gia đình nhà nông. Bởi vậy, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm đã xảy ra và có thể kéo dài, huyện Yên Minh đã tuyên truyền vận động nhân dân chủ động trong các biện pháp phòng tránh đói rét cho gia súc để đảm bảo vững chắc số lượng tổng đàn trong mùa đông năm nay. Là huyện vùng cao miền núi nên Yên Minh có thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông. Nhiệt độ ở đây thường xuống thấp và có sương mù bao phủ kèm theo rét buốt. Bởi vậy, rút kinh nghiệm từ những vụ rét trước cũng như ý thức được khối tài sản lớn của gia đình, nên các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Yên Minh đã có nhiều biện pháp để bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông năm nay. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã chỉ đạo các thôn bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện nhiều biện pháp để giữ trữ thức ăn và giữ ấm cho đàn gia súc. Rút kinh nghiệm từ những mùa rét trước, hiện nay các hộ gia đình đều dự trữ rơm khô để làm thức ăn thường xuyên cho trâu bò. Ngoài rơm rạ và thức ăn tươi, đội ngũ cán bộ khuyến nông toàn huyện đã xuống tận cơ sở để hướng dẫn nhân dân cách bổ sung thức ăn tinh nhằm tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Đặc biệt, với những thiệt hại đã xảy ra đối với đàn trâu bò trong những mùa rét trước, nên giờ đây, người chăn nuôi trên địa bàn toàn huyện Yên Minh đã có ý thức tự bảo vệ cho đàn trâu bò của gia đình mình. Để chuẩn bị cho phòng chống đói rét trong mùa đông thì nhà tôi, gia đình tôi đã có chuẩn bị dâng dự trữ thức ăn cho phòng chống đói rét cho gia súc và các loại gia súc. Thì qua đây thì tôi đã mua bà quệ che chắn chuồng trại đảm bảo chuồng trại không rõ luồng qua để cho trâu bò ấm áp. Và nó trải đến thời tiết như nào? Thời tiết đây qua nói lào trải thì thời tiết nó quá là lạnh đấy, cho nên là năm nào cũng phải chuẩn bị sớm để cho trâu bò
dự trữ và chuồng chắn chuồng trại để đảm bảo cho cái mùa đông. Bên cạnh yếu tố bất lợi về thời tiết thì mùa đông cũng là mùa khô mà nguồn thức ăn tự nhiên khan hiếm nên đàn gia súc nói chung và trâu bò nói riêng thường bị giảm sút sức đề kháng, gầy yếu dẫn đến bị chết. Để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra cho đàn trâu bò, huyện Yên Minh đã chỉ đạo các xã thị trấn có nhiều biện pháp tích cực trong phòng chống rét cho trâu bò. Tất cả các hộ chăn nuôi đều phải có chuồng nuôi nhốt gia súc và được che chắn đảm bảo giữ ấm, thực hiện dự trữ thức ăn cho gia súc nhằm giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất. Để tránh tình trạng mà trâu bò chết rét chết đó, trong những năm tránh tình trạng xảy ra như những năm qua, thì chúng tôi coi là cái lực lượng phát triển đàn gia súc là một cái nguồn thu nhập rất là lớn cho bà con nhân dân. Do vậy, ngay từ đầu mùa vụ, bắt đầu mùa rét, cấp ủy chính quyền chúng tôi cũng đã chỉ đạo các ngành, rồi ủy ban xã đã ban hành kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn gia súc và có công văn chỉ đạo các ngành phụ trách thôn xuống thôn trực tiếp chỉ đạo các chức danh thôn cùng phối hợp tuyên truyền với bà con nhân dân để che chắn chuồng trại đảm bảo an toàn và đặc biệt là dự trữ thức ăn trong mùa rét như thế này. Do vậy, từ đối với địa phương đây thì cứ vào hàng năm là bắt đầu tháng 11 cho tới tháng 1 năm sau là trời rất là rét, do vậy bà con không thể thả gia súc ra ngoài trời được. Con trâu con bò là một tài sản lớn của người dân, vì vậy nếu không chăm sóc tốt, không có ý thức chống đói rét cho vật nuôi, để vật nuôi chết sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho hộ gia đình. Do đó, việc phòng chống đói rét cho gần 33.000 con trâu bò của toàn huyện trong vụ đông được các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Minh triển khai tới từng thôn bản, từng hộ gia đình, đồng thời tổ chức cho người dân ký cam kết trong việc thực hiện che chắn chuồng trại, không thả rông gia súc trong những ngày giá rét và việc hướng dẫn kỹ thuật phòng chống rét cho đàn gia súc được lồng ghép trong các buổi họp tại thôn bản. Đây là cơ sở quan trọng để huyện Yên Minh có thể bảo vệ và duy trì số lượng tổng đàn gia súc trong mùa đông năm nay. Từ tháng 8 năm 2014, nó có cái kế hoạch, ban hành cái kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn. Đặc biệt là cái việc là phòng chống và dự trữ thức ăn cho đàn gia súc. Trên cơ sở đó, đã triển khai từ kế hoạch tới triển khai các cái phương án cụ thể cho cán bộ công chức của khối nông lâm nghiệp triển khai đến các xã và đến thôn bản, đến hộ gia đình về việc phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Sau đó, quá trình các cái đợt rét kéo dài như vào cuối năm này 2014 và đầu năm 2015 dương lịch này thì đã được kiểm tra theo dõi toàn cái đàn gia súc, đặc biệt là trâu bò. Trên cơ sở đó là những cái ngày rất dài kéo như thế này thì được là thông báo đến thôn bản và hộ gia đình để biết rằng là thời tiết xuống dưới 10 độ C là không được thả trâu bò ra ngoài. Và triển khai là che chắn và hun đốt lửa để cho trâu bò sưởi. Kết quả qua kiểm tra thì đến thời điểm này toàn huyện không có trường hợp nào trâu bò chết rét. Và chuồng trại đều được che chắn, không có trâu bò buộc ở ngoài. Và cái lượng dự trữ thức ăn tinh thì các hộ đã được triển khai và nấu cháo bằng thức ăn đấy cho trâu bò trong cái thời gian vừa qua. Thì chính vì thế là kết quả đến thời điểm này thì cũng khá là rét kéo dài, nhưng mà chưa có trường hợp nào xảy ra là trâu bò chết rét. Với sự chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc ngay từ những ngày đầu vụ, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của từng hộ gia đình có gia súc trong công tác phòng chống đói rét, tin tưởng rằng vụ đông năm nay và những năm tiếp theo, huyện Yên Minh sẽ không còn xảy ra tình trạng trâu bò chết do đói và rét, góp phần duy trì ổn định và phát triển đàn gia súc trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang địa phương của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Yên Minh phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.